Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-788. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177. Thông tin hoàn chỉnh trở lại với tất cả quý khán thính giả. Thảo Yên sẽ có thêm bản tin cập nhật liên quan đến Monkeypox, chúng tôi tạm gọi là đậu khỉ để nó khác biệt với lại đậu mùa. Nhưng mà để cập nhật tình hình Ukraine và chiến tranh của Ukraine ngày hôm nay diễn ra, ông Zelensky, tổng thống Ukraine, đã có mặt tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos, và trong đó ông đề cập đến các nỗ lực mà có những người đặt câu hỏi là liệu rằng bên phía Ukraine sẽ ngồi xuống bàn đàm phán với Nga hay không, thì ông tái khẳng định là sẽ không có chuyện đó một khi nước Nga vẫn tiếp tục lấn chiếm vùng đất của Ukraine, bao gồm Crimea, không nói tới những nơi khác. Hiện nay thì Crimea nằm trong tay của Nga rồi, Nga tuyên bố hôm cuối tuần là đã hoàn toàn chế ngự được Mariupol, hải cảng quan trọng. Mariupol là nơi có nhà máy thép lớn nhất và xuất cảng thép của Ukraine, cho nên đó là một thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế của Ukraine. Hiện nay cái tình hình chiến tranh ở phía đông đang diễn ra rất là ác liệt, và ông Zelensky tuyên bố đó, mỗi một ngày trong cái cuộc chiến ở miền đông East of Ukraine đó, 100 người thiệt mạng, đó là về phía Ukraine. Đồng thời ông tuyên bố không chấp nhận ngồi xuống ngừng bắn và đàm phán với Nga một khi Nga còn đòi hỏi là Ukraine phải nhường đất cho Nga. Và ở tại Mariupol đó, họ đã chính thức, bên phía Nga, dựng lên một chính quyền thân Nga. Ở Crimea cũng vậy, và họ dự trù sau khi chiến thắng ở phía đông. Chiến tranh ngày hôm nay dữ dội ở vùng Luhansk và ở phía nam Donetsk, trong vùng gọi là Donbass, thưa quý vị. Và Nga cũng dự trù sẽ lập một khu vực ly khai. Thì từ xưa tới giờ, từ năm 2014 đến giờ là đánh nhau ở vùng phía đông đó, nhưng mà chưa có chiến thắng, thì Nga nhất định là sẽ lấy được vùng phía đông này. Bên phía Ukraine không đồng ý ngừng bắn luôn nữa, cho dù có đề nghị nên ngừng bắn. Và với cái tình trạng mà số người hiện nay ở Ukraine di tản đó, họ nói lên tới 8 triệu người rồi, thưa quý vị, 8 triệu người đã di tản, và cộng với số người lánh nạn vì chiến tranh trên toàn thế giới đó, lên tới 100 triệu, đó là con số mới nhất từ cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc đưa ra ngày hôm nay. Cho nên tình hình chiến sự bây giờ vẫn tiếp tục, nhưng mà sức đề kháng của binh sĩ vũ trang của Ukraine càng ngày càng mạnh, nhận được tiếp tục. Và Tổng thống Joe Biden đã chính thức hôm cuối tuần ký ban hành ngân sách lên tới 40 tỷ Mỹ Kim dành cho Ukraine, thưa quý vị, trong lúc ông có mặt ở châu Á tham dự hội nghị với các quốc gia như Nam Hàn và Nhật Bản. Vẫn tin liên quan thì sáng ngày hôm nay Tổng thống Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ Hồng Kông bằng vũ lực nếu cần thiết, nếu như Trung Quốc tìm cách đánh chiếm hòn đảo này. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay đó, thì có một người, ông này từng là cố vấn cho Tổ chức Y tế Thế giới, tên là Tiến sĩ David Heyman. Ông cho biết là sau nhiều ngày hội họp đó, thì bây giờ các bác sĩ ở trong ngành họ đang có một cái theory, đó là cái đợt bùng phát dịch monkeypox lần này có thể bắt đầu từ một cặp đồng tính nam, mà một người họ đã bị nhiễm monkeypox nhưng mà
không có bị triệu chứng, nó chưa có phát bệnh ra ngoài đó thưa quý vị, và họ đã có quan hệ tình dục. Cho nên là từ một cái cặp này nó lây ra và nhiều quốc gia ở trên thế giới. Cái lý do mà hiện nay các chuyên gia họ đang đi theo cái điều tra theo cái theory này là bởi vì trong thời gian qua đó, chỉ mới cách đây một tuần, Bỉ và Tây Ban Nha họ vừa có hai cái sự kiện rave dành cho những người đàn ông đồng tính đó, họ gọi là gay pride. Đây là giống như là một cái sự kiện âm nhạc thôi quý vị, họ tới đây họ party, uống rượu vân vân, và đương nhiên là sau đó là họ sẽ có quan hệ tình dục nếu như là họ đi theo từng cặp với nhau hay là những người mà đang độc thân đến đó. Cái sự kiện gay pride riêng ở Bỉ đó là có sự tham gia của trên 80.000 người. Thì bây giờ các quốc gia mà tổng cộng tổ chức Y tế Thế giới sáng ngày hôm nay họ cho biết là đã có 90 trường hợp rồi thưa quý vị, ở gần hơn 10 quốc gia trên thế giới, bao gồm Anh Quốc, Tây Ban Nha, Israel, Pháp, Thụy Sĩ, Úc Châu, Đức và phía Hoa Kỳ là cũng có thêm 3 trường hợp rồi. Thì bây giờ đó cái đợt bùng phát kỳ này đó, các chuyên gia họ nói là nó khác biệt rất là lớn so với cái typical pattern của cái loại bệnh này từ trước đến giờ, đó là nó ít khi mà nó ra khỏi được cái khu vực châu Phi. Bởi vì từ trước đến giờ đó người dân ở các quốc gia khu vực châu Phi họ cái điều kiện sinh sống đó nó không có sạch, là chuột dán đồ nhiều, mà cái con virus monkeypox này là con chuột, là nó nằm trong cơ thể con chuột, thì khi mà họ sống dơ đó thưa quý vị, đã bị chuột cắn chẳng hạn, rồi hay là những cái con chuột này nó bị những cái con nai hay là những cái con thú khác nó ăn thịt, thì cái con nai đó nó bắt đầu nó lại cái con virus nó truyền qua con nai, rồi người dân họ đi săn bắn những con thú đó, họ ăn chúng thịt của những cái con nai đó, thì đó là cái cách mà trước cái đợt bùng phát này nó lây lan ở châu Phi, ít khi mà lây người ở quốc gia khác bị. Thì cái đợt này như quý vị thấy là bắt đầu đa số là ở cái khu vực UK, trước là những người đầu tiên ở UK bị là bởi vì họ đi du lịch qua khu vực Africa, rồi từ ở UK những một số người lại đi du lịch đi qua các quốc gia khác như là Bỉ, Pháp vân vân, Tây Ban Nha, và như quý vị thấy là cái sự kiện rave của những người đồng tính đó, cho nên là bây giờ nó bùng phát nó ra mà qua nhiều châu lục như vậy đó, thì bây giờ các chuyên gia họ nói rằng nó không đơn giản, cái nguyên nhân nó không còn là do ăn thịt những cái con thú bị dơ hay là người đụng nhau nữa, mà phải từ quan hệ tình dục của một cái cặp nào đó họ bị dính bệnh rồi. Ghê quá. Và bản tin ghi nhận này, như chúng tôi đã thưa đó, bên phía Bỉ đó, bây giờ không những Bỉ mà các quốc gia kể cả Vương quốc Anh, UK, họ đưa ra một trong những lời của vị bác sĩ, họ nói có thể sẽ gây ảnh hưởng đến các bệnh viện và hệ thống y tế nếu trường hợp lây nhiễm này. Điểm đáng chú ý đó là bắt đầu nó nhảy từ người đàn ông sang trẻ em, và hôm nay có một trẻ em UK, Anh Quốc đang lâm tình trạng nặng nề, nguy cập, chưa biết tình hình như thế nào. Họ vẫn đang tiếp tục đang chữa trị. Tin tức ghi nhận vào sáng ngày hôm nay, các chuyên gia họ nói chỉ có 1% là bị lây nhiễm trong cộng đồng, rất là ít. Chuyện lây nhiễm rất là khó bởi vì nó không phải như là coronavirus qua đường không khí, mà phải có cái sự va chạm, truyền máu hoặc là nước dãi vân vân, tức là trực tiếp giữa người với người đó mới bị lây nhiễm. Hoặc là trong trường hợp một người bị bệnh và người khác tiếp xúc gần, và khiến cho khi mà cái cục đậu mụn nó nổi lên, nó vỡ. Và cái chuyện vỡ vì khúc mà nó nổi lên nó ngứa vô cùng thưa quý vị, đó là lý do tại sao khi mà nó nổi lên đầy người đó, nó sẽ tạo nên cái tình trạng sốt cao như sốt bang rồi đó. Sốt lên xong rồi khó chịu và gãi, ngứa không thể chịu đựng được nữa. Thì không biết được bây giờ bên phía Hoa Kỳ và châu Âu có những cái phương thuốc nào đó để làm giảm, để tránh. Bởi vì ngứa đau rồi nhức mình nó sẽ tạo nên chuyện sốt, sốt nóng nặng đó. Và từ đó nó dẫn đến tình trạng vỡ những cái hạt đậu này. Khi mà vỡ cái hạt đậu này ra là lúc mà nó lây nhiễm khủng khiếp luôn. Thì đó là lý do mà các chuyên gia y tế họ nói cần. Bởi vì cái bệnh này đó, nó bắt đầu lây nhiễm và bắt đầu nó phát trong người mình kéo dài từ 2 tới 4 tuần luôn.
4 tuần là tới cả tháng. Nhưng mà lệnh của Bỉ và 14 quốc gia châu Âu ngày hôm nay tuyên bố sẽ cách ly những bệnh nhân này 21 ngày. Và lệnh đã được ban hành, tất cả những ai bị monkeypox là phải cách ly 21 ngày. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau bản quảng cáo. Mời quý vị cùng theo.